Câu chuyện này xuất phát từ cuốn Duyệt Vi Thảo Đường Nhân Quả Lục của đại học sĩ Kỷ Hiểu Lam thời Minh, nói rằng có một vị lão hòa thượng trên đường khi đi ngang qua lò sát sanh. Đột nhiên nước mắt ràn rụa vô cùng bi thương. Đại sư à, ngài làm sao vậy? Có phải cảm thấy không khỏe không? Không phải. Mọi người cảm thấy khó hiểu, không hiểu vì duyên cớ gì mà lão hòa thượng khóc lóc bi thương. Thế là họ vội vàng tới an ủi, nhưng mà lão hòa thượng lại kể cho mọi người nghe một câu chuyện khiến ai ai cũng phải kinh ngạc. Không giấu gì mọi người, ta có thể nhớ được chuyện hai kiếp trước hả? Đại sư, lời của ngài nói đều là sự thật à? Người xuất gia không được vọng ngữ. Ta bây giờ vẫn còn nhớ hai kiếp trước ta được làm thân người, sau khi trưởng thành làm nghề đồ tể. Nhưng kiếp đó ta chỉ sống đến hơn 30 tuổi thì qua đời. Vong hồn của ta bị quỷ tốt bắt trói đưa xuống âm phủ, bởi vì ta làm nghề đồ tể, tội nghiệp sâu nặng. Diêm La Vương bèn cho ta đầu thai làm heo để thọ nhân ác báo. Sau khi ta khôi phục lại ý thức thì phát hiện mình đã đầu thai chuyển kiếp. Ta biến thành một chú heo, được sinh ra trong một ruộng heo dơ bẩn. Ta phát hiện thức ăn gia súc mà con người cho chúng ta ăn rất là dơ bẩn. Nhìn những thức ăn đó là cảm thấy buồn nôn, nhưng làm sao nhịn được bụng đói kêu ọng ọc. Cái đói nó thiêu đốt lục phủ ngũ tạng như là muốn đứt đoạn. Bất đắc dĩ đành phải miễn cưỡng ăn vậy. Sau đó ta từ từ cũng hiểu được tiếng của loài heo, thường nói chuyện với đồng loại. Bọn họ đa số có thể nhớ được rất nhiều chuyện kiếp trước, chỉ là không có cách nào nói cho loài người biết được. Bọn họ đều biết sẽ có một ngày bị đem đi làm thịt, cho nên bình thường hay phát ra những tiếng rên rỉ. Lúc đó nói đến những việc đau lòng đều buồn rầu cho chuyện tương lai. Khóe mắt và lông mi của họ thường nước mắt rưng rưng, đều vì vận mệnh bất hạnh của mình mà bi thương. Dáng vẻ của họ ngược nghịch, chậm chạp nặng nề. Đến mùa hè trời nóng không chịu nổi, chỉ đành dầm mình trong những vũng bùn mới cảm thấy dễ chịu một chút. Nhưng mà điều kiện như vậy lại không được nhiều. Lông trên người họ thưa thớt, đến mùa đông không thể chịu được lạnh. Cho nên khi bọn họ nhìn thấy chó và dê, toàn thân bộ lông mượt mà ấm áp, ngưỡng mộ chúng như là thần tiên trong các loại vật. Thật là không thể ngờ những ngày tháng heo phải sống lại bi thảm như thế này. Bi thảm nhất là khi trưởng thành đủ trọng lượng, chính là lúc bị giết làm thịt. Chúng tôi sau khi bị bắt, loài người dùng chân đạp mạnh lên đầu, dùng dây thần trói chặt tứ chi. Dây thần đó chặt đến nỗi dường như thắt vào tới tận xương, đau như dao cắt. Tiếp theo, chúng tôi đưa lên xe hoặc lên thuyền, chen chúc xếp chồng lên nhau. Chỉ cảm thấy xương cốt như muốn gãy rời, mạch máu như muốn vỡ ra, bỗng như muốn nổ tung. Có những lúc dùng một cây tre khiêng ngược chúng tôi lên mang đi. Cảm giác đó còn đau khổ hơn cả phạm nhân bị gung cùng tay chân và cổ đến lò xác xanh, nhanh chóng bị ném xuống đất. Cú ngã đó làm tim gan phèo phổi đảo lộn, ruột gan như sắp vỡ ra, đau khổ không gì diễn tả được. Có con ngày ngày hôm đó bị giết thịt, có con bị trói chặt ở đó mấy ngày, càng khó mà chịu được. Những con heo này lại sắp bị giết thịt rồi, ta đến nay vẫn còn nhớ. Đồ tể trước tiên dùng dao nhọn cắt đứt cổ họng, hấn máu vào trong chậu. Sự đau khổ đó không lời nào diễn tả được. Thật là cậu sống cũng không được, cậu chết cũng không xong, chỉ kêu gào những tiếng bi ai. Máu chảy hết rồi mới một đao đâm thẳng vào lồng ngực, đau đến nỗi không thở nổi mới thôi không kêu gào nữa.
sau khi ta chết, Diêm Vương lão gia niệm tình ta kiếp trước có làm điều tốt, cho nên cho phép ta đầu thai làm người. Đó chính là ta hiện nay. Lúc nãy ta nhìn thấy lò xác xanh, nghĩ đến những chuyện con heo trong đó phải chịu sự đau khổ khi bị giết, bất giác nhớ đến sự đau khổ mà ta đã gặp phải ở kiếp trước, lại nghĩ đến những người đồ tể này, kiếp lai sanh khó mà tránh được, sẽ phải chịu sự đau khổ giết giống như vậy. Ba việc này cứ canh cánh trong lòng, nước mắt không biết từ lúc nào cứ thế mà tuôn trào. Lời của lão hòa thượng khiến cho những người đồ tể ở đó ngay lập tức buông bỏ đồ đao, đổi nghề sang bán rau, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, thành tâm sám hối tội lỗi trước kia, yêu mến chúng sanh, nuôi dưỡng tâm từ bi, đều là những điều mà mọi người đều xưng tán và cùng nhau noi theo học tập.